Nội dung cả ngày hôm nay được thiết kế để cho truyền đạt lại hết những cái ý tưởng về Smart cho đội ngũ lãnh đạo và business để có thể sử dụng những cái đấy trong các cái kinh doanh hàng ngày của mình. Thường thì mọi người tiếp cận là trước hết là bằng mobile và cloud. Thì giống như cái bài lúc sáng của ông Gartner ấy, ông nói thật ra là mình giống như mình có một cái sensor, mình nghe từ mình impact vào thị trường thông qua mobile và cloud, xong mình lại dùng social media và analytics để mình đánh giá cái impact của mình, xong mình lại nó thành một cái vòng luân chuyển. Thì hiện giờ mình đang ở cái giai đoạn là tiếp cận ra thị trường bằng mobile và cloud. Next step sẽ là social và analytics. Thật ra là ở lẻ tẻ từng cái công nghệ một thì đều có những rất nhiều doanh nghiệp tham gia, ví dụ mobility chẳng hạn thì rất nhiều doanh nghiệp người ta lập trình trên mobile, làm outsourcing, làm app vân vân, làm cloud cũng có rất nhiều những doanh nghiệp đứng ra bắt đầu muốn cung cấp dịch vụ cloud, public cloud vân vân, nhưng mà chưa có cái doanh nghiệp nào mà cung cấp một cái dịch vụ integrated như là một cái platform. Còn cái hiện giờ mà trong cái mục tiêu của FPT, chúng tôi muốn hợp tác với những cái eco partner, những cái big player trong cái lĩnh vực cloud mobility, ví dụ như là Amazon là một điển hình, và chúng tôi có IBM và Microsoft ở trong Sài Gòn sẽ trình bày. Thế còn ở mức mà ở quốc gia và các công ty ở Việt Nam thì thật ra là cái mà chúng tôi muốn là đánh một hồi chuông, tức là Smart nó là một cái cơ hội, và nếu mà càng nhiều người đi theo thì thật ra cái định vị của Việt Nam trên trường thế giới nó càng tốt hơn.